Vụ kit test Việt Á hoan nghênh chỉ đạo kịp thời và quyết liệt của Thủ tướng. Vụ việc kit test ở công ty cổ phần Việt Á đã gây sốc toàn xã hội những ngày vừa qua. Sốc vì số tiền thu lợi bất chính của công ty này quá lớn. Sốc vì con số lại quả cho các địa phương. Sốc vì hậu quả của nó có thể gây tác hại cho hàng triệu người trong đại dịch Covid-19. Nhưng gây sốc hơn cả là vấn đề trách nhiệm của các Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế trong việc nghiệm thu và cho phép sử dụng bộ kit test của công ty Việt Á. Trước làn sóng phản đối và lên án mạnh mẽ của dư luận, đại diện hai Bộ Khoa học Công nghệ và Y tế đã có những phát ngôn giải trình trên báo chí. Nhưng như lửa đổ thêm dầu, những lời giải trình của họ càng gây thêm độ bức xúc trong đông đảo nhân dân cả nước và dấy lên một mối lo ngại lớn rằng những lời giải trình về quá trình xét duyệt, nghiệm thu sản phẩm kit test của công ty Việt Á, của Bộ Y tế có thể là một cú xoay tay vùi bỏ trách nhiệm, mở một đường rút êm trước vụ việc này. Vào đúng lúc nhân dân đang phẫn nộ, dư luận đang sôi sục trước các động thái chạy làng đó của Bộ Y tế và các cơ quan liên quan đến vụ việc ở công ty Việt Á, thì Thủ tướng đã kịp thời lên tiếng thể hiện rõ quyết tâm của cá nhân Thủ tướng và Chính phủ trong việc xử lý rốt ráo, nghiêm minh vụ việc công ty Việt Á, không để lọt tội phạm, không để có vùng cấm trong vụ việc này. Mới đây, chủ trì họp với các bộ ngành về công tác phòng chống tham nhũng trong khối chính phủ và chính quyền địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án được dư luận quan tâm như vụ Việt Á theo đúng quy định của pháp luật. Còn nhớ trước đó, ngày 22 tháng 12, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh kit xét nghiệm COVID-19 xảy ra tại công ty Việt Á. Văn bản nêu rõ, lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu xét nghiệm COVID-19 tại các địa phương trong cả nước, công ty Việt Á đã có dấu hiệu cấu kết với các tổ chức, cá nhân liên quan vi phạm nghiêm trọng quy định sản xuất, đấu thầu kit xét nghiệm COVID-19 nhằm trục lợi. Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chủ trì phối hợp với các cơ quan, các địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, mở rộng vụ án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt và thất thoát, sớm đưa các đối tượng ra xét xử khách quan, nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật. Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan khẩn trương, chủ động rà soát, kịp thời có biện pháp chấn chỉnh công tác đấu thầu, mua sắm và sử dụng thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định của pháp luật. Các bộ y tế, kế hoạch và đầu tư, tài chính cần kịp thời hướng dẫn, xử lý các vấn đề phát sinh khó khăn, vướng mắc theo phản ánh kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trường hợp vượt thẩm quyền. Các bộ thông tin và truyền thông, y tế, công an và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan đẩy mạnh thông tin truyền thông, hướng dẫn và giáo dục ý thức tự giác, chấp hành các quy định pháp luật, nhất là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan đến mua sắm, đấu thầu vật tư, sinh phẩm, thuốc, trang thiết bị y tế, đưa tin đầy đủ, công khai kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan theo quy định của pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân. Chúng ta tin tưởng rằng, với chỉ đạo kịp thời và quyết liệt, cụ thể và có tính chiến lược của Thủ tướng, vụ việc công ty Việt Á sẽ không thể chìm xuồng như dư luận lo ngại. Với chỉ đạo đó của Thủ tướng Chính phủ, những cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hành vi trục lợi ngân sách nhà nước, tiền của nhân dân trong vụ việc này nhất định sẽ lần lượt bị phanh phui và sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hoan hô lực lượng công an đã kỳ công điều tra phát hiện, bóc trần những hành vi tội phạm của công ty Việt Á và những cơ quan, tổ chức liên quan đến vụ kit test này. Hoan nghênh chỉ đạo kịp thời và quyết liệt của Thủ tướng.